Xin chào tất cả anh em, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì mới mua được chú chim chầm màu của anh khách. Đây, anh em nhìn thấy tội nghiệp chưa? Đây, lồng nó dính phân từ lưa hạt mưa luôn, vừa dính phân vừa dơ nữa chứ. Chuối thì khô, nước, cám thì không có. Nên cách nuôi, đây, cám còn xíu, hũ thì bể, cám khô rang. Lông chim thì nó khô rang luôn. Tội nghiệp bé chim chưa? Chú chim chầu màu đây, anh nuôi từ chim con lên mà anh bận quá không có thời gian nuôi. Ở nhiều khi anh em đam mê chim mà không có thời gian để chăm chim, tội những chú chim nuôi luôn. Đây anh em ơi, chú chim chầu màu anh em thấy lông khô không? Con này thì anh khách nuôi từ chim con nuôi lên. Anh nuôi từ chim con nuôi lên đó anh em. Hồi nãy thì em nghe nó hót được vài giọng sơ sơ rồi. Ảnh nhà anh nuôi thì ảnh không có cho học giọng nên giọng nó không có nhiều nha. Có sao anh cách nói sao em nói lại cho anh em vậy. Còn hồi nãy thì em nghe nó hót là chim trống rồi đó, nó hót mà nó hót giọng nó không có rõ ràng anh em. Chim con nuôi lên á, lúc trước thì anh nuôi thì nó dạng hết rồi, tại thời gian thì ảnh bận công việc, tối về cho ăn xíu thôi nên chim nó cũng hơi nhát nhát xíu nha. Nói nhát chứ em đứng em quay thì nó mới sợ thôi, chứ bình thường nó cũng không sợ đâu. Bình thường nó đứng yên à, để em quay mấy cái máy quay nó gần quá nó sợ, em quay sát nó luôn mà. Để em để ra xa xíu nha. Ok, ra xa xíu đứng nè. Ok nha, bây giờ em sẽ cho nó ra, nó tắm rửa, em dọn cái lồng cho nó sạch sẽ, em cho nó ăn uống là cho nó đàng hoàng xíu, em tắm rửa cho mướt. Còn anh em nào thích thì em gả luôn, thích thì em gả luôn nguyên bộ này cho anh em luôn, xấu xị luôn. Nói gì anh em dưỡng lại, rồi tí nữa thì em dọn, anh em chờ em xíu nha. Rồi chú chầu màu tắm cũng sắp khô rồi, lâu người ta không tắm cho nó. Hồi nãy em sang qua lồng rồi mà nó cỡ buổi nó mới nhảy qua đây khô lông này. Đó giờ nè, quen rồi, dạng nè, đẹp rồi anh em ơi. Ok, lồng thì em cũng vệ sinh mấy cái cống nước, cống đồ ăn, rồi cho nó trái chuối mới, thêm cho nó mấy con sâu cho nó sung, thay cho nó một cái tấm thảm mới cho nó sạch sẽ luôn, thay luôn, khỏi cần chà rửa luôn, thay luôn, thay mới luôn cho anh em luôn nha. Đó rồi bây giờ em sẽ cho một loại vitamin này cho nó tăng lực lên, cho nó sung cho nó khỏe tí nha anh em. Sẵn đây anh em nào, nhà anh em mà nuôi những chú chim nào mà nó yếu lửa, anh em mua cái này về dùng rất là ok luôn anh em ơi. Đây, rất là nhiều khách đang dùng nha. Vitamin Bird Fighter A99 này của Thái Lan, sản phẩm thảo dược, từ thảo dược thiên nhiên, rất tốt, không có hại cho chim nha anh em. Rồi cái cống này nó to thì em nhỏ cho nó 5 giọt đi. Nhỏ từ 2 đến 5 giọt nha. Con chim nào nó sung nhiều thì anh em nhỏ nó ít lại tí. Cống nước này hơi to, cho nó 6 giọt luôn cũng ok luôn. Đây về anh em nhỏ thường xuyên hàng ngày cũng được nha. Khi nào chim mà nó đạt đến đỉnh, nó hót nhiều cân rồi thì anh em giảm lại. Đây cái nước nó hồng hồng giống như cái màu tấm bố này luôn. Ok chưa anh em? Anh em đặt mua cái chai này ở góc trái dưới màn hình nha. Đó em gửi cái đường link ở bên dưới cái video góc trái màn hình đó. Đó anh em mua giúp em đây. Đó em mua trên link đó là hai chai, một chai với một chai là 150, một chai tặng một chai là 150. Có khi anh em đặt ở trên cái link đó thì giá rẻ hơn, có khi 130, 140 anh em. Hôm bữa em đặt là 150, một chai tặng một chai. Đó rẻ hơn tại cửa hàng nha anh em. Anh em mua trên cái link rẻ hơn cửa hàng. Anh em bấm ở dưới góc trái màn hình không thấy thì anh em coi trong cái phần mô tả có cái đường link anh em đặt mua về dùng ok luôn nha anh em. Bây giờ em sang nó qua nha. Ok, để em sang nó qua. Một bay vô lòng, hai bay ra ngộ luôn. Mới hồi nãy mới bay con vẹt luôn, mới mua con vẹt đẹp lắm. Mới giờ lên chơi cái bay cái vèo mất tiêu luôn. Gần cái chai của em luôn. Buồn ơi là buồn luôn, bay qua con. Đó, ok rồi, bữa nay là ngon lành, ăn uống sạch sẽ rồi nha con trai. Đây,
Anh em nào gửi về chăm sóc thì bộ này 600 ngàn nha anh em. Móng vuốt đầy đủ nha. Nãy giờ em quên, em chưa coi móng vuốt nữa. Khách bảo móng vuốt đầy đủ, đem coi lại đầy đủ hay không nha. Ok rồi, em nhìn sơ qua một vòng thì móng vuốt đầy đủ nha. Đó, để giá mềm cho anh em luôn nha. Ở nhà em còn mấy loại chim khác, anh em có thể tham khảo bên kênh Chim Cảnh A Lầu 2 nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.